không phải là cần giải thích nữa, không cần giải thích nữa. Cái công viên này là cực kỳ đẹp, là tại ngày xưa là cái công viên này là thường thường hiện diện mà dính đến một cái lâu đài cực kỳ đẹp của Pháp do một bà hoàng hậu của Pháp xây dựng, đó là nữ hoàng Marie de Médicis, vợ của vua Louis thứ 13 của nước Pháp. Bà này là người gốc Ý nhưng mà lấy chồng là vua Pháp. Bà mới đem cái nền văn hóa Ý phục hưng đem qua đây xây dựng những lâu đài thành quách rất đẹp, cực kỳ là xa xỉ sang trọng. Thì cái vườn này nó cũng phải phát lại. Đây là cảnh tàn đi nha, đứng đây. Anh Phương nhìn thấy đây. Rồi, kia lấy cảnh tàn đi. Giờ Phương đi lên để cảnh tàn nha. Alan chạy đứng bên kia kìa, giờ đi lên. Thì giờ Alan mới chạy lên kia.